hoặc là sinh ra trong khu vực sạch. Chúng ta đang ở khu vực này, đây sẽ là trung tâm, tất cả mọi thứ để ở chỗ này hết, mua vé để vào đây. Đây là cái cổng, thì từ đi dọc Wow, nó hơi bị đau chân. Có vẻ hơi bị đau chân. Wow, đẹp quá. Cũng đứng ngoài kia đi. Wow, wow, chỗ này đẹp quá này. Phúc vào đây đi. Thank you.
No, thank you. Chỗ này chụp rất đẹp với con. Có tiếng nhạc. Là phải phê ta còn đâu. Anh đi gặp phê ta. Thank you.
Thank you.